Để em làm việc là vô gặp chủ nhà làm việc luôn nha. Đó, chủ nhà đang đứng nè. Đó. Anh chị cô chú mà đúng đầu tư cũng gặp chủ nhà làm việc luôn. Đó. Ông khổ quá rồi, ông mới bán đất. Từ ông bán hết 2-3 mẫu rồi, giờ còn thiếu tiền ông bán nữa. Hello, anh chị cô chú thấy không? Quá đẹp trai không? Đó, cảnh núi non trùng điệp. Đó, rất là đẹp luôn. Khu dân cư đông đúc. Mặt tiền bê tông khoảng 3-4-35 mét. À, đây về Phan Thiết khoảng 25 cây số. Đó. Đất Phủ Hồng, vuông quất hai sào rất đẹp luôn. Xung quanh là dân cư là những cái người dân tộc cuộc sống rất yên bình. Đó. Thôi bây giờ hãy cùng theo chân em tìm hiểu sơ về cái mảnh đất quá đẹp này. Chủ đồi 600 triệu mà em trả giá giùm anh chị cô chú luôn 350 triệu em mới nhận và không thương lượng nha. Còn bây giờ thì mình đi tìm hiểu. Hiện tại là em đang đứng ngay ngã ba đường tỉnh lộ 718 nha anh chị cô chú. Thì trước mặt anh chị cô chú là tỉnh lộ 718 nha. Thì mình chạy thẳng lên đó là ủy ban xã Hàm Cần, rồi mình vòng ngược xuống Hàm Thạnh, Mương Máng, Phan Thiết luôn. Còn nếu mà mình đi theo cái đường tắt á, mình băng ngang cái đường này luôn nha, là mình băng ra ngay cầu vượt Mương Máng. Thì từ đây xuống Phan Thiết là khoảng 20 cây ra cao tốc, nút giao cao tốc khoảng 22 cây nha anh chị cô chú. Và cái mảnh đất hai sào, cây thanh long, đất Phủ Hồng, mặt tiền đường bê tông, là cách cái đường tỉnh lộ này khoảng chừng 60 mét, đất vuông quất đẹp. Đó, thì bây giờ mình theo cái thôn Quan Quá này mình đi vào đất nha. Thì cái con đường này là quy hoạch của nhà nước là nó băng qua quốc lộ 28 đi Đà Lạt luôn đó anh chị cô chú. Thì quy hoạch là vậy, còn thực tế là mình chưa hay biết thế nào nha. Còn từ đây vào đất thì khoảng chừng một cây thôi. Rồi, mời anh chị cô chú cùng em di chuyển tìm hiểu nha. Từ ngã ba này mình vào đất là khoảng một cây số nha. Mặt tiền bê tông 43 mét đẹp lắm. Dân cư đông đúc, đất Phủ Hồng nha. Đây, từ cái đường nhựa 718 này nè, mình theo cái đường bê tông này vào khoảng 60 mét nha anh chị cô chú, là mình sẽ tới cái mảnh đất. Đất rất đẹp. Rồi như vậy thì mình đã tới cái vị trí lô đất em chia sẻ đến với anh chị cô chú rồi. Còn thực tế trong đất như thế nào bây giờ mình tiếp tục nha. Như vậy là đất rẻ Đại Bình đang đứng trên cái vị trí lô đất 2.000 mét vuông, tức là hai sào, tuyệt đẹp ở thôn 1 xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì đất này là có khoảng 34 đến 35 mét mặt tiền đường bê tông nha anh chị cô chú, đường xe hơi vào tận đất. Thì đất này nó quay về hướng Tây. Và từ đây ra cái con đường nhựa tỉnh lộ 718 là khoảng 60 mét. Và mình về Phan Thiết Mũi Né này nọ là khoảng 25 cây số nha. Ra cao tốc cũng khoảng 25 cây. Đất Phủ Hồng và đất này chủ bao tách sổ cho mình nha anh chị cô chú. Thế má thì bên nào nấy lo. Thì ban đầu thì chủ đòi cái lô đất này là hai sào là 600 triệu. Nhưng em và Mỹ hồi sáng làm việc rồi là không có chấp nhận cái giá đó, vì thời điểm này cái giá đó khó bán. Thì cuối cùng là mấy em chỉ nhận là 350 triệu cho hai sào này. Thì tính ra là khoảng 175 triệu một sào. Rồi đất này á, thì khu vực này là phần lớn là của người dân tộc nha anh chị cô chú. Người Kinh vẫn ở nhưng mà ít. Nhưng mà những người dân tộc người ta sống rất là chất khoát, rất là yên bình. Đó, xung quanh đây là những cái căn nhà. Anh chị cô chú thấy không? Nó rất đơn sơ như cái tính mộc mạc của từng người dân ở đây vậy. Đó, thì trên đất nó có thanh long nha.
và có một cái hồ nước view suối. Và xa xa đó là những cái dãy núi nhấp nhô rất là tuyệt đẹp, rất yên bình. À, giống như trong cái bài Giấc mơ Chubby như vậy, thì mình về đây mình mới cảm nhận được thế nào giấc mơ Chubby. Nó yên bình. Xung quanh là những người dân, đó, những cái đám ả non rất là tươi tốt. Đó. Rồi 43 mét mặt tiền đường bê tông này, 34-35 mét nhanh chịu. Cắt sổ vuông vức. Rồi từ đây mình đi chợ ra quỹ ban thì cũng khoảng 1,5 cây đến 2 cây nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái vườn thanh long này và mình đi về phía sau đó, nó xem xung quanh nó có như thế nào nha. Do chủ nhà người ta rào cái trụ rào ranh rấp rõ rồi, không phải lo gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nha. Rồi hiện tại thì đất rẻ Đại Bình cũng đã đi vào trong cái vườn mảnh đất này rồi anh chị cô chú. Thì đất nó có thanh long để cho mình chăm sóc này nọ. Còn nếu mà mình muốn chăn nuôi thì nó vẫn phù hợp vì trên đất nó có sẵn ao, có cái ao hồ suối phía sau rất đẹp. Đó. Chiều mình làm một cái vườn thử nguyệt ở đây, mình uống rượu ngắm trăng làm thơ đó, vì sao nó là núi và những cái dòng suối rất là đẹp. Thì với 350 triệu này thì anh chị cô chú có một cái lô đất phủ hồng tuyệt đẹp 2000 m², đất vuông vức luôn đó. Đây phía sau có một cái ao hồ đây, mình làm một cái nhà thủy tạ ở đây cũng được, hoặc là mình xây một cái nhà nhỏ nhỏ để mình uống rượu ngắm trăng, quá đẹp đúng không? Đó, rất là tuyệt vời. Rồi xung quanh nó có cây cối này cũng tạo cảnh nên thơ nha anh chị cô chú. Rồi và suối chảy thì róc rách, suối chảy róc rách đây, đó là quá đã luôn đúng không? Rồi như vậy thì cơ bản thì đất rẻ Đại Bình cũng đã sơ lược cho anh chị cô chú thấy đất nó như thế nào. Thì hy vọng khi em đăng clip lên, anh chị cô chú sẽ thấy được cái mảnh đất này quá rẻ anh chị cô chú. Mình xuống mình chốt luôn, mình không về ở thì mình mua để dành. Đất này chủ đòi 600 triệu nhưng mà giai đoạn này là em nhận chỉ 350 triệu là 175 triệu một sào, để cho dễ bán. Cái thứ hai nữa anh chị có đầu tư lại nó cũng dễ. Vì vậy không trả giá nha anh chị cô chú, cái nào em nói thật để cho anh chị cô chú nắm rõ luôn, chứ để nhiều khi rồi trả tới ta lôi, không trả giá. Vì giá em đã làm trực tiếp với chủ rồi, đưa ra đến với anh chị cô chú là cái giá đã sát đáy đại dương rồi. Đó. Quá đẹp. Khu vực này là dân cư đông đúc nha, dân cư đông, điện nước ok. Rồi rồi như vậy thì đất rẻ Đại Bình cũng xin tạm dừng clip đây nha anh chị cô chú. Rồi hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại 0703 431 475 để được em hướng dẫn xem đất, gặp chủ và chốt. Xin chân thành cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều.